Ê, chào anh em yêu nhạc. Mình có thu cái đàn ổ lăng BK5 này. Đàn thu ở dưới Thủ Đức. Giờ chưa cắm ngùng thôi anh chị. Đây, cái đàn này sẽ bình thường. Đàn thu của một bạn trai ở Thủ Đức. Rồi, anh em cần bán đàn hay là trao đảo đàn, mua đàn trong liên quan đến nhạc cụ thì liên hệ mình ha, là nhạc cụ Thiên Thành, là mọi thông tin nó có trên website, anh em cứ liên hệ Zalo hoặc số điện thoại đều được, qua fanpage cũng được ha. Rồi, xin cảm ơn anh em.